Hi, welcome back to my channel, Stars Hero. Thank you.
Trong thời gian này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả ba ngôi nhà, và trong mỗi một ngôi nhà thì sẽ có một câu hỏi riêng. Các bạn sẽ trả lời trong từng câu hỏi một, và khi đó thì các bạn sẽ đến điểm đích cuối cùng là đây. Khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành chapter 1 và chuyển sang chapter 2. Ok. Tiếp tục sau đó các bạn sẽ đi tìm tiếp món đồ, sau đó thì sẽ chuẩn vào đây, chuẩn thoát khỏi Siren Hill. Ok. Hello, hello everybody, and welcome to another episode of Unsolved Mysteries here with your host Jonathan. So now in this episode of Unsolved Mysteries, we are going to investigate an abandoned complex which was told me that the creature called Sirenhead is hunting it. I've received it in a mail with a tape which was really creepy, but you may have seen it already, so yep. And my mission is to see if this is real, but I have a feeling that it's not. He told me to go here night at night, now it's night, and I got me a flashlight and a camera so I can record everything. So we're gonna see what's really happening. Thank you.
Okay, let's go. Đời lời những con người săn phá tất cả những cây cối. Và sau này thì các bạn sẽ hóa thân thành Syria và đi tiêu diệt những người đang phá hoại môi trường, cây cối trong này. Let's go. Càng ngày các bạn sẽ càng to ra nhé. Các bạn sẽ càng nhiều máu hơn. Đó, cứ như thế và các bạn sẽ tiến sâu bên trong, trong cái này. Ok. Thank you.
Oh my gosh.